xin kính chào cô chú anh chị và tất cả mọi người. Kính chúc mọi người có một ngày mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt ạ. Hiện tại thì em đang có mặt tại cái điểm trường của thôn Tò Đú. Hôm nay thì có một đoàn từ thiện thiện nguyện thị xã Phú Thọ thì có chương trình áo ấm cho em vùng cao Hà Giang. Thì hôm nay là có các cô các chú cũng liên hệ cho kênh của em Linh Văn Bé là lên trên này để gọi là hỗ trợ để giúp đỡ các cô các chú ở dưới thị xã Phú Thọ lên trên này. Cái gọi là cũng đường xa xôi đến ý, chưa quen biết nhiều. Thật ra là nhóm mình hôm nay là có sự hiện diện của chị Tám này, em bé, em Đào. Và một cái điều đặc biệt đó chính là có cháu Pà để cũng hiện nay cũng đi theo tem. Hôm nay cháu Pà có nhận được cái món quà của một anh ở bên Lào. Đấy là anh đã giúp đỡ cho cháu Pà nhé. Thì một cái điện thoại cũng như là những giày dép và một cái món quà để dành tặng cho cháu Pà nữa. Nhưng mà tí nữa thì sẽ nói đến cái món quà này. Còn bây giờ thì anh em mình có mặt tại đây để trước mắt là cũng giúp đỡ cho đoàn để phát những cái món quà rất là ý nghĩa để gửi tặng đến bà con ở trên vùng cao này đã. Bây giờ thì mời các bác cùng theo dõi. Trong này thì các bác là cũng đang rất là vui cũng như bà con đang đến đây. Hôm nay là cũng một phần là cũng do chủ nhật đấy các bác. Thật ra là cũng đang thiếu một số những bà con đi chợ phiên. Trên này là một tuần chỉ có một phiên chợ thôi, đâm ra là bà con người ta cũng chỉ trông chờ một ngày ấy. Nên là cũng ai không có tiền đi chơi các bác. Đến đây bà con cũng đang tập trung đến đây, cũng như các cháu nhỏ cũng đang có cái để mà dùng rồi. Bác giới thiệu lại, nãy máy hết câu hết pin mà trục trặc bị không lên tiếng là. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi cũng rất là nhân duyên mà được gặp Linh Văn Bé. Thế cho nên là cũng là những người mà đi làm từ thiện và có kênh YouTube. Cũng từ kênh YouTube của Linh Văn Bé mà có những người đã thông qua chỗ tôi gửi cho cháu Pao nhỉ? Cháu Pà. Chị Thắm gọi một cháu Pà cái điện thoại này. Và một số tiền trị giá là bằng 3 triệu để mua một cái điện thoại. Thì chúng tôi đã mua điện thoại rồi. Thế sau đó tôi sẽ trao cái số tiền này cho các cháu. Thế tôi, đoàn chúng tôi đi lên đây thì cũng đi làm từ thiện và đi du lịch. Thế thường xuyên thì chúng tôi vẫn cứ đi từ thiện ở những cái vùng cao này. Thế hôm nay được gặp Linh, tôi xin giới thiệu kênh của tôi là Nguyễn Đạo Vlog. Các bạn có thể vào xem để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Thế bây giờ tôi sẽ trao phần quà để cho cháu Pà. Dạ, vâng. Cháu Pà hôm nay vui không? Hôm nay đi cùng các bác, các cô nhiều là cũng thích rồi đúng không? Linh cảm ơn. Dạ, vâng. Chưa để quay. Quay trao cả riêng cái gì? Đây. Báo cáo các bạn, đây là cháu Pà mà trên kênh YouTube của Linh Văn Bé đã quay. Và cũng từ đó mà một người bên Lào đã gửi cho cháu một phần quà. Phần quà của cháu là 3 triệu đồng bằng một chiếc điện thoại để giúp cho cháu liên lạc và tiện trong việc học tập. Thì tôi xin tặng phần quà của cháu. Đây là bác gửi rất là nhiều phần quà đến đây. Quà đâu riêng cháu đây? Đấy là điện thoại. Vâng. Điện thoại. Đây là một chiếc điện thoại. Đấy, chiếc điện thoại các bạn quay. Đấy. Biết dùng không con? Đấy, để sau này anh Linh sẽ trao cho cháu và hướng dẫn anh bé sẽ trao cho cháu và hướng dẫn. Trước mắt là cháu cầm cái phần quà này. Đấy. Rồi về nó khắc dùng được hết. Cầm ở đây để chụp ảnh. Đây là cũng chiếc điện thoại đầu tiên trong đời đấy. Thiếp để chúc mừng cho cháu. Đấy. Thế còn ngoài ra đây là chúng tôi cũng có quà của phần quà của tôi để tặng cho cháu, gồm hai đôi giày. Đây là hai đôi giày đấy, tặng cho cháu, để vào đây cho cháu nhé. Thế và một số sách vở. Đây. Quần áo, áo. Đây là sách. Sách bút. Sách bút. Đấy, tặng cho cháu. Áo, áo, áo mà vừa không? Khoác cho cháu. Đây là cố gắng học chữ nhá, Pà nhá. Và đây là cái áo này là áo mà các bạn học sinh học rất giỏi ở trường chuyên đây nhá. Tặng cho cháu, hy vọng là cháu sẽ học giỏi nhá. Cháu sẽ học giỏi nhá. Tặng cho cháu hai cái áo Z. Đây Linh sẽ trao cho cháu. Dạ vâng. Thì cũng đây thì và các bác các cô là cũng lên trên này cũng trao tận tay rồi, thì qua đây thì cháu cầm thật im đi. Cháu khoác áo cháu cũng xin thay mặt
gọi là gia đình cháu Pà. Cháu Pà này là cũng là một trong những hoàn cảnh là trường chuyên đấy, trường chuyên Vương nhá. Vừa luôn, đẹp luôn nhá. Các bác các cô là biết đến nhiều. Cháu Pà này là cũng khá là nổi ở trên cái kênh Đinh Văn Bé của cháu ấy. Là kiểu là gia đình cái hoàn cảnh khó khăn quá thì đâm ra là các bác cũng giúp đỡ là cũng tương đối nhà. Dạo gần đây thì là cháu nó lại cũng có nhiều cái gọi là biến cố gia đình ấy, là cũng mẹ kế rồi thì có anh vâng các bác khả năng là cũng tôi xem rồi khả năng là cũng nắm được một phần là cái hoàn cảnh chỗ cháu Pà này thì là hôm nay là cũng rất là vui thì trước mắt là cũng cảm ơn đoàn của các bác bà bà là đấy cũng tâm sự các bà đây đều các bà đây là bà nào cũng có tiền đấy đóng phần quà đây là quà của các bà trong đoàn đấy, tôi đã đúc thành phong bì để tặng cho ba gia đình có hoàn cảnh thật đặc biệt đấy, một phần quà là 400.000 còn lại là các phần quà 300.000 đấy để tặng và toàn bộ đoàn kia và một số các bà cũng đem quần áo rồi các thứ của nhà đi để tặng trong đợt này. Tôi thì cũng có chúng cháu ở đây cũng không biết nói gì hơn mặc dù là đường xá xa xôi bác này vậy các bà cũng lớn tuổi rồi tuy nhiên vẫn lặn lội từ dưới Phú Thọ lên trên này thì cháu cũng không biết là nói gì hơn thì cũng thay mặt gia đình thay mặt bà con trên vùng cao này gửi lời cảm ơn đến các ông các bà các bác các anh chị hôm nay đã lên trên này để có những cái món quà rất là ý nghĩa để dành tặng cho vùng cao cũng như là hôm nay có món quà cho bà đây là nhớ cảm ơn các bác nhá nhìn bà, vào bà nhìn vui vào chỗ các bác con thấy vui không cảm ơn các bạn nhá các bạn trên YouTube sẽ kết nối cho Nguyễn Đạo vì Nguyễn Đạo là người già rồi đã gần 70 tuổi mà rất thích đi làm từ thiện. Thế mong các bạn sẽ ủng hộ tôi cũng như là của kênh của Linh Văn Bé để cho kênh được phát triển. Xin cảm ơn các bạn. Đấy hôm nay là bà là cái về cái điện thoại này thì anh có anh Minh ông nọ là vào trong nhà mình là có một trao một phần quà là 500.000 rồi cho bà này rồi thì bảo là có cái món quà này lên ấy thì là tặng cháu cái cháu bà cái điện thoại thì nhân tiện được hướng dẫn cài một số những cái cơ bản cho cháu bà học. Vâng. Cái đấy thì em về nhà em vâng, hướng dẫn cho vâng, cháu. Vâng vâng ạ. Thế là hôm nay là có cái trao quà tiếp. Về nhà buộc cái vỡ vâng, vâng, như thế cũng được. Ừ, đây, về mà hôm. Tí nữa về là chúng cháu hướng dẫn cài đặt cho cháu bà đấy. Học rồi gì? Học luôn. Quà của cháu đây nhá. Quần áo cho để đây. Đây là cảm ơn các bà chưa? Ông bà, các bác hôm nay là lên trên này nhiều đấy. Đấy. Con cảm ơn đi. Cháu bà cảm ơn các bác. Các ông bà. Các ông bà. Em ơi. Cảm ơn bác Minh. Rồi. Cháu nó là nó học cái tiếng nó chưa được thành thạo mấy, nói chung là vẫn còn đi theo nhóm của chúng cháu để gọi là còn học hỏi nhiều thêm nữa. Dạ. Mẹ là đi lấy một đời chồng nữa. Và cái bố là lấy thêm mẹ kế bà. Là bây giờ là nó ở nhà mẹ gì? Dạ. Mẹ gì ạ? Vâng, ở với mẹ gì? Mẹ kế hả? Bố còn có quý ông còn không? Mắng ông mẹ có mắng không? Mắng ông ở nhà ngoan nhé. Ông giỏi vào đi đại học với nhà. Về nhà cố gắng luyện chữ nhá. Chuyên Hùng Vương đi này con cầm con còn quà này là cái điện thoại con mà đi về Phú Thọ chuyên Hùng Vương Phú Thọ đây là toàn học sinh cấp bảy anh tức là có bác ở Lào ấy thì cũng bảo là dặn bảo là mua cho cái điện thoại cho người về để gọi là xem những cái thông tin hình ảnh ấy để gọi là cái chữ nghĩa nó được cải thiện hơn đấy. Không, ngày xưa học lớp mấy hả bà? Học lớp 3 tuổi thôi. Vâng. Đấy thôi giờ cố gắng cứ đi học chữ đi. Yeah. Rồi thế này là cũng chúc mừng bà nhá. Hôm nay có món quà rất là ý nghĩa, cũng là món quà lớn nhất trong chưa hẳn là lớn nhất bởi vì trước đó là nhiều bác là cũng gửi bò gửi các thứ cho bà rồi. Vâng, nhưng mà ý là hôm nay có món quà cả, nói về cá nhân là cũng là rất là lớn rồi. Cái điện thoại là như là bình thường cũng chưa có mà đúng không? Bà này cũng trước là ngay thỉnh thoảng là cũng mượn điện thoại gọi cho Đào ấy đi vào để gọi là những cái chương trình hay là có những công việc gì là cũng hay gọi cho Đào nhưng bây giờ là chiều về xem làm sim lấy số điện thoại nha. Đây là cũng chúc mừng bây giờ chúng cháu vào trong này hỗ trợ bác các bác các chú là các bà để phát một số món quà trong này. Cháu quay đi. Vâng ạ.
Bây giờ các cháu học sinh ra đây hết rồi nhỉ? Học sinh vâng. Vâng. Các cháu học sinh ở đây hết. Giờ bác đây là bà, hôm nay là vui không? Vui tất nhiên rồi đúng không? Hôm nay là có một cái sự đặc biệt ấy là có bố cháu bà sáng là cũng đưa ra đây. Từ 5 giờ sáng đã ra đây rồi là cũng đợi đoàn để hôm nay đoàn lại đi kiểu là cũng ít khi lên cái vùng cao, đâm ra là cũng các bác các cô ấy là đi chợ phiên mèo vạc chơi. Nhưng hôm nay là bây giờ hiện tại là cũng 8-9 giờ rồi đấy. Khoảng cỡ 9 giờ rồi thì mới bắt đầu đi vào bản, thì hôm nay là cũng có sự đồng hành của cháu bà cũng như là bố cháu bà. Sáng nay là 5 giờ là ra đây rồi phải không? Vâng. Ừ, ra sớm ấy. Thế là chú là bây giờ còn đi làm nữa không? Bây giờ Tết rồi chắc ở nhà chứ? Tết rồi bây giờ không đi nữa. À không đi. Vâng. Thế là bây giờ cháu bảo như này, bây giờ là cũng về rồi ấy. Thì cháu bà gần đây nó có rất là nhiều những cái biến cố. Vâng. Như là bà chú ấy là cũng phải là xem bà nhiều hơn nữa. Vâng. Chú lấy vợ hai phải không? Vâng. Đây là có mấy con, lấy vợ hai có mấy con? Vợ hai có hai đứa. Hai đứa. Nhưng mà biết là như thế nhà phải yêu thương thêm cả bà nữa. Vâng. À, chú mà làm được những cái việc như thế thì là mới là hay, bởi vì bản thân chú là bố này, và thứ hai là mình phải có cái trách nhiệm là với con cái mình. Nhưng mà ý là ở với bà ấy, vợ hai thì mình phải ấy một tí. Phải, vâng, dứt khoát một tí, nhưng mà để bà nó thiệt thòi nhiều. Vâng. Đấy, như thế là nó không, các bác các cô là theo dõi được thì nó không hay. Vâng. Với lại không trái với nhiều cái, nó trái với lại cái ấy của mình ấy. Vâng. Mong là chú sẽ gọi là vừa khuyên bảo vừa là bố hai bố con gắn kết hơn nữa nhé. Vâng. Không như là những thời gian vừa rồi nữa. Vâng. Bác lại cũng hay đi làm cơ. Đấy, chú cũng hay đi làm, nên ra là cháu bà là cũng ít khi là tiếp xúc với bố. Hoặc là có, chủ yếu với ở nhà với mẹ vợ hai của chú đúng không? Vâng. Thế là cũng mừng rồi, hôm nay là thấy chú về rồi. Ở nhà thôi, dạo gần đây là bà nó đang nhiều cái công việc ấy. Nên là tạm thời ở nhà một dạo đã. Vâng. Vâng. Thì nếu mà bà nó xuống dưới kia ấy, thì thỉnh thoảng có những bao quà, bao gạo ấy, thì xuống là nếu như chú ở nhà mà trông nom được bà nó nên người ấy, mà không như cũ nữa ấy, thì chúng cháu sẽ mang cái đấy thì sẽ hỗ trợ chú, gọi là cũng có ít ít bao gạo ấy các bác nhỉ, thì xuống là gia đình cũng được gọi là dùng được ăn một chút. Thì hôm nay là qua những cái nội dung này cũng cảm ơn đến cái anh giấu tên ở bên bên Mỹ, gọi là bên Mỹ, thì là có gửi một cái món quà cho cháu bà, đó là $100 để dành tặng cho cháu bà. Thì hôm nay là cũng tiện ra đây, cũng là chợ phiên, thì biết là chú với lại bà cũng khả năng là bảo là tiền đi chợ cũng không có, cháu nghĩ thế, nên là cũng xin phép anh giấu tên là cũng trích 1 triệu để gửi cho cháu bà, còn là phần quà đấy dành tặng cho cháu bà. Còn cháu bà là hai bố con đi ra chợ là ăn bát phở hay là ăn gì đấy chẳng hạn như thế. Hôm nay là cũng ra ngoài thị trấn rồi, cũng rất là ít khi được ra. Cháu là giao cho cháu bà nhé, xong rồi là hai bố con là coi như là đi ăn phở hay gì là đấy là của hai ấy thôi. Đây. Của xin bác giấu tên nhá, con xin hai tay. Xin nhá. Rồi con xin bác này, con nhìn ở đây. Rồi. Thế là vừa thế là vẫn còn 1,3 triệu nữa. Chú mà ở ấy, chăm lo được bà noi ấy, thì cháu là sẽ mang gạo, mang quà các thứ vào. Bây giờ thì chú không đi làm nữa. Không đi làm. Vẫn ở nhà. Tức là anh trai Tư Trơ nó về rồi. Tâm ra là bà nó cũng khó. Vâng. Bây giờ là nó còn một chỗ dựa tinh thần duy nhất là chú thôi. Vâng. Bây giờ thì để ở với bố thôi. Ở với chú đấy, nếu mà như thế thì còn được, chứ còn không ấy là cũng không ấy. Thế là cứ thế chú nhá. Vâng. Thế là ở đây cùng đoàn các bác phát quà xong thì tí tiện là chúng cháu mình cùng nhau ra thị trấn xong thì mình về sau. Vâng. Vâng. Thế là mấy giờ là bây giờ chắc bây giờ là cũng 9:47 rồi các bác. 9:47 rồi thì tí nữa là cũng hỗ trợ đoàn một chút nữa đấy. Thế nhá, hai bố con tí nữa là ra ăn tô phở nhá. Vâng. Giải hòa với nhau nhá. Vâng. Vâng, vâng. Các bác à, các em về đến phòng rồi, cháu bà cháu đang thử cái món quà. Chiêu lắm.
Vừa không? Bỏ bé. Hơi bé. Hù má. Vẫn thoải mái đúng không? Mà thử cái này, sò thử cái này cho chú xem. Cái này tóc bé nó 3 năm. Hả? Sai 3 năm. Sai 3 năm. Thì cái này sai bao nhiêu? Sai 37. À 7. Nhưng mà cái loại này dễ mặc hơn. Điện thoại tao chờ. À, lấy ra cài đặt cho cháu Pà một tí. Nặng lắm nhỉ? Hả? Nặng lắm. Nặng. Xem nhá. Xem à. Cháu Pà bóc đi. Em thích khui. Cháu Pà khui tem đi. Từ từ mới rất là vỡ. Này, chị Thắm quay em một tí để vào là cùng nhau là nói chung là cũng bảo hướng dẫn cho Pà một tí. Ở ngoài này có wifi. Đây, chú xem ạ. Apple phải không? Nào bóc ra nào. Chú run lắm. Ấy, được cái. Này chụp ảnh là quá tuyệt vời rồi đúng không? Hết nước chấm rồi. Chú bác Minh bác bảo là xong rồi tải cái ấy về, tải cái video của nhà Pà về cho Pà xem. Ở nhà cũng không mạng. Cái này cũng gần hết pin rồi. Tức là ở quán người ta cài sẵn cho rồi, hoàn toàn cái này là cái box siêu mới nha các bác ạ. Tức là hôm nọ có chị gái chị còn điện lên bảo là cái này là để chọc sim này. Để chọc sim. Thế là nhưng có nhưng mà phải có chứng minh mới có sim được nhỉ. Để xem mà chú xem tính thế nào làm mua được cái sim cho Pà được. Bảo hành thôi nhỉ. Tôi sạc ở kia mà anh. Đây đâu đây à? Ở nhà sạc máy điện trắng là quen chưa, biết sạc chưa? Biết à? Đây thì cắm vào đây thôi đúng không? Đây thì cắm vào đây, còn đây cắm điện thoại thôi. Đơn giản thôi đúng không? Cái này không cài cái gì, mật khẩu mật kiếc gì không có đâu. Nên chắc là các bác ấy là ấy hết rồi. Các bác là cài từ dưới xuôi cho mình đấy. Đây mà muốn xem video của Pà đấy nhá. Rồi xem nào. YouTube đâu? Không phải, không phải. Này, Pà nó liên hệ với mình đi. Đây. Đấy. Cái này chưa có mạng này. Này là phải vào mạng của nhà chú, biết mật khẩu nhà chú chưa? Chưa. Chưa. Có điện thoại đâu mà biết. Có điện thoại đâu mà biết, nên là mê thôi. Wi-Fi, trợ lý Wi-Fi. Mình dùng ở đây bản sắc dân tộc đây. Hỏi làm gì? Đi vào. Các bác thử xem nào. Xem mà biết được chữ chưa? Hỏi làm gì nào? Sao mà? Hỏi làm gì nữa? Hỏi. Làm. M. Gì? G-I. Kết nối. Pau nó, tụi này tàu nó. biết chữ rồi đấy. Thế là biết như có nhắn tin được không? Có biết nhắn tin gì không? Hả? Ông bác sao được nhắn chứ bác? Thì chỉ tao thế nên là ấn vào đây nè. Mỗi lần ấn vào đây xong thì tìm cái gì, tên chú là gì nhỉ? Nhớ không nhỉ? Thế không? Để bà tìm lại. Để bà tìm. Cái gì? Nước bê tụi tí lần đi không đi chả? Xuống đi chả? À chị nè. Linh. Thánh thoát ghê nhỉ? Linh Văn, không phải Linh Vang. Né. Tại chị đào đấy. Cái tay này. Đúng là này, người đen tay cũng đen. Nó tự nhảy đi rồi đây này. Cái tay nó ấy vào đấy. Tàu nên đi. Không, viết hết đi. Viết hết đi, viết chữ bé ra đi. Đấy. Giờ khéo khi cháu Pà nó còn dạy lại mình cũng phải đơn giản. Đấy. Này. Ai đây? Từ từ. Hả? À chị.
từ từ hai 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 từ từ hai ai chị né cái tay ai chị chú ấy quá tay tay đen vừa nói đầu xong đây phải bố mình không hai đúng không đây pa đây phải không hai. Về nhà ấn vào đây xem nhá giờ tí chú sẽ tải cho mấy bài ca nhạc này mấy bài video này nhà mình để xem ở những cái hoàn cảnh này đây con đi vào đây là xem mà thỉnh thoảng là có các bác nào bảo cái gì lại xem đây đúng không đấy xem ở các bác xem là bảo các cháu như thế nào thế này có nhá đây giống như bác Hùng Đào này nhá đúng không nế con lại ấn vào đâu đây đấy bác bảo là nhà bà ở trên đó đây là nếu bà không còn ở nếu bà ấy nhưng mà bà có Covid nhầm thôi đúng không nếu bà không còn ở trên đó nữa thì bò Mạnh Thường Quân cái này chắc là phải cài thêm cái gì rồi thì chú xem lại nó lại né đây đây nếu gọi là bà không còn trên đó nữa thì bò Mạnh Thường Quân bán đi để sau này bà còn có tí vốn đúng không chú đã tiếp nhận được những cái thông tin này rồi này thương bà quá nhìn mặt mẹ kế của bà không lương thiện đấy, mong bà bình an may mắn trong cuộc sống đầy sóng gió này cố lên bà nhé này cô Thi Phan đây này bác Nghĩa Bùi Quang này hoàn cảnh cháu bà trước đây tem gom vào cùng một chỗ với cháu Tư Chơ Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất hợp lý nay cũng cùng lúc cả hai phía của cháu có sự thay đổi tích cực nhìn cháu bà rất phấn chấn lúc bố về suy diễn lại video lại mấy video trước cháu bà có ý không muốn ở lại nhà hay cháu Tư Chơ và còn điều gì chưa nói ra thì qua video này ta có thể hiểu được một bên không phải là người ruột thịt vì hoàn cảnh phải ở nhờ để giúp tem trông coi nhà cửa cơm nước giặt rũ cho Tư Chơ và con bò sắp đẻ đón sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân trong khi cháu có thể tự kiếm sống xét về nhà cháu còn ông bà nội nhà và bố mẹ em trai ruột ngoài ra còn hai em còn hai em con mẹ kế tôi tin rằng người bố bây giờ đi thành phố làm đã có chuyển biến tích cực cháu Đào không nên vì con bò chửa mà giam hãm cháu bà ở nhà Tư Chơ nữa bác nói cũng có hợp lý đấy mình không phải là giam hãm đâu các bác ạ nhưng mà đây ý có là thư của em Minh cho bà rồi ok để đọc hết cái này đã tất cả đồ dùng riêng chuyển về ở nhà ông bà nội nếu được sự đồng ý của gia đình nhà nội thì cháu bà mới có 15 tuổi mong thêm đừng bắt cháu gánh việc nhiệm vụ của người lớn thì cũng tiện đây ở những cái comment bình luận của các bác này thì trước hết thì cũng xin gửi lời chào đến tất cả các bác các chú đã quan tâm cũng như là thương đến những cái hoàn cảnh cháu bà này đã comment ở phía dưới ấy. Cái này thì nó cũng rất là quan trọng mỗi lần các bác cũng có bình luận ở phía dưới như thế này thì các cháu thứ nhất là sẽ tiếp thu được cái tin tức cũng như là những cái công việc hiện tại chúng cháu đi làm như thế nào và cũng như là những cái ý kiến đóng góp của các bác các chú ấy. Thì hôm nay là cũng nhân tiện ở đây cũng nói qua một chút về cái vấn đề của chỗ cháu bà này thì thứ nhất ấy, thì cái về cái phần con bò của gia đình này ấy. Đúng không bà? Đúng. Thì là Em ngồi đi, em ngồi đâu? Em không ngồi. Em ngồi gần đây để phiên dịch cho bà. Em cứ nói chuyện với bà đi. Thì là cũng không biết là như thế nào. Trước đây là rất là nhiều các Mạnh Thường Quân ấy cùng nhau giúp đỡ cho gia đình mình về cái phần con bò. Ngày trước thì cũng chả phải là bảo là mua cho cháu bà mà là nói là mua cho ba cháu. Tức là sau này nếu như chẳng hạn mà có mình có bán con bò đi thì mình vẫn phải chia cho Tư Chơ. Dù gì Tư Chơ hai cháu nó cũng còn rất là nhỏ. Bây giờ anh trai là được bao nhiêu tuổi nhỉ con nhỉ? Là mấy về nhỉ? 20 rồi nhỉ? 20. 20 thì trước đó là các em đi vào quay phim ghi hình là cũng nhiều lần quay vào cái tủ quần áo chỗ cháu bà ấy. Có cái ảnh của mấy anh em lớn tuổi ấy. Đấy là anh đấy. Nhưng mà nhiều bác là theo dõi về sau là có khả năng là nhiều bác là không biết.
thì là bà này cũng không phải là anh em ruột ở chỗ nhà tư chơ, thì bố lấy thêm mẹ kế rất là khó ở ngày đấy ấy. Nhưng còn nên là bà đã lên trên chỗ ba cháu tư chơ với lại anh cả tên này gì con, anh mới đi làm về Phành. Phành à? Ừ, thì là mới về rồi thì cháu anh đấy là cũng tuổi cũng có, bà cũng đang tuổi gọi là cũng tuổi bắt đầu là cũng phải nói là dậy thì rồi, đâm ra là ở trên kia nói chung ở thì cũng ở được, nhưng mà nó là bản thân phận con gái thì nó thứ nhất nó ngại ở cùng thanh niên lớn này, đúng không, ngại không, xấu hổ không, sao xấu à, đấy thì là một trong những cái điều nó như thế, nên là rất là nhiều người e ngại là cũng đúng. Bây giờ thì cũng nói chung là ở với bố thì mong may ra thì là còn tạm tạm tí, thì cô chú cũng bảo là theo nhóm của cô chú thì bây giờ bà tính là có ra ngoài này tức là làm việc cũng như học tập ở ngoài này cùng các cô các bác được không, các chú này chú cô Đào thứ này không được. Được, nhưng mà phải ra ngoài này à? Chú còn ví dụ là mình ngày mình đi làm này xong ngày về mình còn công việc ở nhà nữa, làm cái công việc chú Tút này thì cũng không đơn thuần là ngày chỉ đi quay về xong ngày ấy đâu các bác ạ. Tức là mình muốn bà này nếu mà biết nhiều thì mình cũng phải, ví dụ là mình chỉ bảo một tí là học sửa video là này kia nhỉ, ví dụ như thế đúng không, thì nó là mới lại phát triển mới càng nhanh. Nhưng mà khổ một cái là bà lại không đi được xe máy. Bây giờ giả sử có xe 50 phân khối là cũng khả năng là bà nó cũng học biết đi xe đạp chưa? Biết. Biết là xe máy chắc chưa đi được không? Đi điều. Xe máy này. Ừ, xe máy là phải xe 50 thôi. Mình tập đi không sẽ chỉ tầm cái xe. Không chưa được đi bao giờ. Chưa đi thì đấy nó lại khó như thế các bác ạ. Tức là anh em mình muốn là hết sức là tạo điều kiện cho bà để đi cùng nhau rồi. Bà nó rất là muốn, cũng khao khát. Bây giờ ở nhà cũng chán, cũng buồn, suốt ngày cứ rú ở nhà như thế thì cô chú là cũng thấy là cũng rất là tiếc cho cái cháu bà này, đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi học hỏi rất là nhiều, nhưng mà quan trọng là bây giờ nó lại xe nó không đủ xe mà đi, đang khó khăn một tí về đấy. Thôi được rồi, để chú tính nhá, nếu mà bà đã quyết định như thế thì kiểu gì chú cũng sẽ vào trong kia một lần nói chuyện với lại cả mẹ kế, cả bố ở nhà ấy, xong rồi để các chú là thêm nói chuyện trò chuyện để xem chính xác là nó như thế nào. Bởi vì cái này mình cũng không bảo là bà đi làm cho ai, nó cũng không phải là tự bà quyết định được. Bây giờ thì bố vẫn còn nhìn nhau, đến lúc đi không hỏi thì về lại không soi xem mình ra gì lại càng khó sống, đúng không? Đấy, thế thôi. Thế còn bảo là giam cầm ấy các bác ấy, tức là cũng chưa không phải là giam cầm, xin lỗi nói hơi quá một chút nha các bác, bảo là giống như là đây này, nếu như mong thêm đừng bắt cháu gánh vác ấy. Ở trên này bác còn nói thêm là về phần trên này tự kiếm sống về bên, tức là cũng không phải là bắt đâu các bác ạ. Cháu bà này thì sinh sống ở trên đấy là mấy năm rồi chứ nhỉ bà nhỉ, ở mấy năm rồi đấy? Được ba năm ở trên nhà thư chơi đấy rồi. Bây giờ anh nó lại về rồi, chứ còn nó gánh vác thì bà nó cũng ở trên kia thì bò biết cũng như là việc nhà. Bây giờ con còn lên đấy không, lên tư chưa không? Lên. Vẫn lên à? Ừ. Thế là lên cắt cỏ. Lên cắt cỏ. Ừ. Thế là ở dưới này cũng đi cắt cỏ luôn đúng không? Ừ. Thế là bây giờ là đi hai nơi như thế, con có thấy là có vất vả lắm không, hay là cũng quen, hay là như thế nào? Cũng vất vả. Thôi được rồi, bây giờ chú bảo con một cái tin như thế này nữa, cũng chính là anh Minh này, anh mà gửi tặng điện thoại cho con này, cũng như là những món quà trước đó anh gửi cho ấy. Anh bảo là tạo điều kiện cho bà ra đi cùng các cô chú, thứ nhất là học hỏi kiến thức này, cũng như là thứ hai là gọi là mình né né gia đình đi một chút đi, có cái tư tưởng nó được ấy hơn. Bây giờ đang trong tình trạng nó rất là khó chịu, anh bảo là ra nếu mà đi được ấy thì, tức là đã đi cùng các cô chú ấy thì con cũng biết rồi, đi ngày nào cô chú đưa tiền ngày đấy đúng không? Vâng.
có khi là hôm nay chưa đưa, ngày mai chưa đưa thì mấy hôm nữa là độ tuần thì chú lại đưa cho một lần rồi đúng không? Để có đồng ra đồng vào một tí rồi. Thì còn anh Minh này anh cũng bảo là giúp đỡ thêm nữa. Bác ấy, bác bảo là bác giúp đỡ thêm một phần nào nữa. Thì chú sẽ nghiên cứu xem là xem pháo các thứ kiểu gì trong này để các con này đi cùng nhé. Đi cùng là thứ nhất là, nhà đi cùng ra ngoài này ở được không? Được. Được, được là được thật đấy, không phải là mà các cô chú quay phim mới bảo được đâu. Được thật. Được thật cái gì? Ra đây thì thí dụ là công việc của cháu còn nhỏ ấy, thì mọi cái bánh gánh vác nặng ở trên kênh ấy, thì gần như là các cô chú lớn tuổi là sẽ làm rồi. Thì ngày các con đi theo xem cô chú làm việc thế nào, cũng như là học thêm tiếng này. Và tối về thí dụ là phụ giúp các cô, các bác, các cô chú là dọn dẹp việc nhà một tí. Có thể là mình học nấu cơm các thứ đúng không? Phải làm các bác ạ, chứ không phải là cứ ra mà ở không nó cũng không được. Tức là mình cũng không phải là bắt bẻ cháu thế này kia. Nên nhiều bác là bảo là không đủ tuổi lao động thế này thế kia là cũng không phải đâu. Các em là muốn là hỗ trợ cho sao cho bà nó được cái nồi ăn chốn ở nó được Hà Nội một tí. Thế thì mấy nữa là chú vào hỏi cả bà mẹ kế đấy nhá. Xong rồi bảo bà ở nhà là xem mà công việc thì tự lo con bò con ấy đi. Ra ngoài này ở với cô chú. Còn cái vấn đề mà đồ đạc trước bảo là mua sắm vào ấy, thì tư chơi bây giờ nó cũng đang nằm ngủ ở trên cái giường đấy, thì chẳng lẽ là các cháu nó đang nằm ngủ thì lấy về nó cũng không đành các bác ạ. Ở đâu rồi hoàn cảnh tư chơi nó khó khăn, chẳng qua là bây giờ có anh trai nó về thôi đúng không? Thì hai cháu nó cũng có biết cái gì đâu. Bây giờ là giống như là thằng anh cả nó lại thay bà làm việc đấy thôi. Là bà là chính ra là cũng là bớt cái gánh nặng một phần rồi, chẳng qua là bây giờ cái nơi ở các thứ là nó đang chưa được ổn định mấy thôi. Thì các em đang hướng ngoài cháu ra ngoài này để công việc như thế. Thế cái điện thoại này bây giờ là như thế thôi nhá. Đấy, nhà ấy các thứ mình nó là như thế. Bây giờ con còn biết cái gì, con cần hỏi chú cái gì không? Biết quẹt quẹt chưa? Quẹt quẹt cho chú xem nào. Quẹt 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 nào. Đấy, đâu. Còn sai sót biết cái chỗ nào mà chưa ấy không? Không à. Này, YouTube nè, Facebook nè, các thứ này. Có hết đấy nhỉ anh? Có hết. Hay là em vừa tải về? Không, nó có sẵn. Bây giờ như thế này nhá, bây giờ là mình điện thoại thì cũng ok rồi. Các bác người ta cài cho hết rồi chứ anh Minh ạ, thì cũng không còn cái gì nữa đâu. À còn đấy. Đây để cũng giới thiệu với các bác một tí. Nào anh lấy vào anh cái cốc này. Vâng. Lấy cái bát đi. Lấy cái bát đi. À lấy cái công nước ngoài này, thì các bác cũng nhìn thấy ở chỗ uống nước nhà mình ấy. Thì là cho bà giới thiệu một tí qua cái này. Sáng này là bà nó cầm ra. Cái này con lấy ở nhà ai? Hả? Bố. Hả? Nhà bố. Bố á? Bố lấy được hay là con lấy được? Bố. Bố lấy được cái gì? Bố đi làm à? Em đổ ra. Đổ hết nước à? Vâng. Lấy được nhiều không, ở nhà còn nữa không? Còn. Vẫn còn á? À, còn thì sao không cầm ra đây cho chú hết đi? Thế là cũng nhân tiện đây thì cũng giới thiệu một số những cái sản phẩm của bà con ở trên vùng cao. Thì đây thì chắc là mật tạp, không chả phải mật ấy, nó không phải mật bà Hà đâu. Em nào cầm hộ anh cái chai bà Hà chỗ đằng sau kia về đây, bởi vì nhìn nó màu nó khác hơn. Thì là cũng giới thiệu đến với các bác các cô ấy, đây cũng là cái sản phẩm mật ong của bà con, thì cũng xin gửi đến các bác cũng như là giới thiệu đây. Nhìn nó cái màu khác hẳn. Đây là mấy là mật bạc hà này, các bác có thể là liên hệ đến với kênh. Đấy. Cái chai này xấu quá, anh đang đi đổi chai khác. Chai này hơi nhăn nhem tí nhỉ, hơi xấu. Cái này là cái mật cũng ở trong khâu vai, mật này, nhưng mà mật này mật bố của bà bắt được cái gì phải không? Này giới thiệu với các bác cái mùa này cái mật rất là ngon các bác ạ. Mùa mật gọi là mật đầu ấy. Đấy. Thơm. Thế có để ở nhà ăn tí nào chưa? Để. Để á? À? Tổ to không? Hả? Tổ to. Tổ lo mà. Hả? Đây các bác ạ. Thì là cái mật ong của bà con vùng cao. Thì các bác có quan tâm
cũng như sử dụng, nhất là về dạ dày cũng như chữa ho, sốt nhẹ, cảm cúm và một số những cái vấn đề lợi về cái tiêu hóa khác thì có thể là liên hệ đến với kênh nhé. Thì kênh em thì cũng luôn luôn sẵn sàng là bao tiêu những cái sản phẩm này của bà con để nhằm mục đích là giúp đỡ cho bà con một phần, và thứ hai là cũng gọi là bản thân kênh cũng có kinh phí để đi lên bản cũng như là có động lực hơn để gọi là đi giúp đỡ cho bà con. Thì cứ để đây nhá, được tiền chú lại mang vào. Thế là tiền được đợt này là đưa cho con hay là đưa cho bố? Hả? Đưa cho bố rồi. Đưa cho bố á? À, tưởng là bố cho con mật ong rồi. Thế này, cái chai ấy à? Chai này, chai lấy ở nhà à? Chai trong xóm cũng toàn thế rồi các bác. Tôi cứ để đây cho chú nhá, xong rồi chú tí nữa chú rót vào cái chai sạch sẽ như thế này này. Chú lọc qua một lần nữa xong rồi mới gửi đi cho các bác được. Đấy, còn đây là cái mật ong bạc hà các bác nhé. Đấy, mật ong bạc hà thì mùa này là bắt đầu là cũng vào đầu vụ, đâm ra là mật cũng rất là đẹp cũng như là sánh mịn ấy. Cái này thì lấy về các bác, nếu mà ai có kinh nghiệm các bác cứ thử nhé, cứ thử làm sao mà cứ tuyệt đối thì thôi. Thoải mái đút vào tủ lạnh, ngăn mát, ngăn đá thì cũng nói chung là cái gì nó cũng đóng thôi, nhưng mà nó là không phải đóng theo dạng nước mà nó đóng theo dạng keo keo ấy các bác ạ. Mình phải nói là giống như là cái gì nhỉ, nó vẫn sệt sệt, đại loại là như thế, bởi vì nó không phải là cái đường với nước mà nó không pha cái gì, đâm ra là mật thì mật chuẩn đấy, dùng rất là tốt. Nên là mong là các bác sẽ hỗ trợ những sản phẩm này của bà con cũng như là những sản phẩm khác nữa từ chỗ nhà chỗ bà mang ra. Cây đu đủ nhà mình lại ra hoa chưa? Ra hoa chưa? Cây đu đủ ấy từ bàn trong tầng hết thành xuân rồi mà. Cháu cứ muốn cho bé nó hào, phía thái thì tôi muốn chín con chưa. Bảo hôm trước thì vẫn còn, nhưng mà hôm nay vào đây chưa kịp nhìn xem có còn không. À, thế là chưa kịp nhìn à. Thế nhá, thế là chú cũng xin phép nhá, hôm nay là cũng trò chuyện với con là như thế thôi. Còn những cái món quà này thì tí con sẽ mang về nhá. Còn điện thoại thì trước cất cái hộp này đi nhá. Ừ. Quà cáp các thứ, cái sách bút rồi các bác vừa nãy gửi lại cho con rất là nhiều nhá. Cứ thế mà phát huy thôi, cố gắng học chữ nhé. Con cứ về đi, rồi thì mai kia chú thắc mắc con nói chuyện nhiều hơn. Ok, bây giờ là có lẽ là cũng xin phép là kết thúc Zoom ở đây các bác ạ. Cảm ơn các bác các cô rất là nhiều. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn đến anh giấu tên ở bên Mỹ. Anh đã gửi một cái phần quà rất là ý nghĩa dành tặng cho cháu bà, đó là 100 đô. Hôm nay đã bàn giao cho cháu bà là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu nói cho bác nghe nào, nên đưa cho bà bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu. Và anh Minh thì đã gửi cho con quà gì? Quà gì đây? Đúng không? Đấy, mà bác đã gửi cho con điện thoại nhá. Đấy, bây giờ là cũng xin phép là kết thúc ở đây để cho bà con về trong câu vai. Bây giờ là ra từ 5 giờ sáng rồi, chờ cũng hóng rồi, bởi vì có điện thoại đầu tiên mà, đúng không? Đấy. Xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác, gặp lại nhóm mình ở những clip kế tiếp ạ. Em xin chào ạ.